diễn viên Nguyệt Ánh sẽ xuất hiện trên sân khấu Khoảnh Khắc Rực Rỡ tuần này cùng với những câu chuyện vào nghề lần đầu tiên được chia sẻ. Nguyệt Ánh nhớ nhất là lúc mà Nguyệt Ánh bắt đầu tham gia vào nghệ thuật thứ bảy. Dì của Nguyệt Ánh là sinh viên của trường sân khấu. Chị đi casting cho phim Dốc Tình thì lại vô tình dẫn Nguyệt Ánh theo. Thì từ đó đạo diễn thấy Nguyệt Ánh nên là đạo diễn mời. Nói chung là không còn dùng từ gì mà có thể diễn tả được chính xác hạnh phúc của mình lúc đó. Và kỹ năng diễn xuất ấn tượng. Mẹ muốn một lần con được gọi mẹ là mẹ. Và hãy nhớ, mẹ chính là mẹ của con. Mẹ chính là mẹ của con. Con hãy gọi mẹ là mẹ đi. Con gọi mẹ là mẹ đi. Con không gọi hả? Con không gọi thì mẹ. Hãy cùng đón xem tập 28 chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022 trên kênh Truyền Kình Vĩnh Long 1.